Vâng, xin có thể đến với kênh Kim Xe Đạp và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Ý, Java Siluro. Đây mẫu xe rất quen thuộc tại cửa hàng xe bên em rồi. Hôm nay với tông màu là tông màu xanh đen và bộ chuyển động là của Shimano Sora các bác nhé. May và bạn phối nổ. Lát em sẽ vào em sẽ chuyển động các bác xem. Bây giờ em sẽ đưa vào nhà chiếc xe. Vâng, với chiếc xe Java Siluro lần này em về thì tức còn khá là mới các bác nhé. Tông màu là tông màu xanh đen. Với chiếc xe này em review rất là nhiều rồi. Với bộ khung dẹp rất là đẹp, khung khí động học. Với các bác đi lướt hơn và nhanh hơn. Đây là cờ nước Ý các bác nhé. Tôi rất quay cho các bác xem. Đây là diesel sườn. Máy khối nổ. Có thể nghe tiếng này. Với bộ phanh 3 mảnh. Như cùng với Java thì thương hiệu phụ tùng của DK. Chuyên làm phụ tùng cho hãng Java thôi nhé. Phanh DK. Đây là trang bị 9 tầng lip. Và phủ đề của Shimano Sora. Với đùi đĩa của Shimano Sora và gạt đĩa của Sora luôn các bác nhé. Xích và lip cũng rất là mới. Bê đan đi vòng. Càng carbon. Xe trang bị càng carbon các bác nhé. Bên trên đây các bác có thể thấy đây là bộ trang bị của DK, cốt và ghi đông của hãng DK luôn. Bộ tay cuốn được nâng cấp lên bộ Physics các bác nhé. Physics là một hãng làm về yên và tay cuốn rất là nổi tiếng trên thế giới. Physics. Bộ tay lắp của Shimano Sora 9 tốc độ và 2 tốc độ lên đĩa là 18 tốc độ các bác thay đổi. Phía đầu xe có biểu tượng của chiếc chiên, biểu tượng của hãng Java. Lốp của Maxxis 700 × 23C. Cỡ vành là 700 bác nhé. Và 23C là cỡ lốp. Lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Vành trước của DK. Càng carbon của Java cũng cỡ được ý thôi nhé. Size là size 48. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 48. Ngang là 52. Từ 1m63 đến trên 1m7 đi với xe này. Với 9 tầng lip và bộ chuyển động của Shimano Sora lên lip. May ơi nổ các nhá. Xuống lip. Với
hai tầng đĩa, đùi đĩa của Shimano Soda, gạt đĩa của Soda luôn các bác nhé, lên đĩa. Vâng, quay rất là bò, rất tốt. Vâng, em vừa đánh giá cho một chiếc xe Java Shiro, xe được trang bị của cấu hình của Soda và may ơ bằng lạng phối nổ bằng carbon các bác nhé. Chiếc xe được bán tại GVM mức giá là 9,5 triệu miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chỉ hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Đừng tự tút theo dõi kênh xe đạp và nhấn chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại GVM.